Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chất Bình, huyện Kim Sơn đã thi đua học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Xóm 9 được giao nhiệm vụ hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu vào năm 2023. Tuy nhiên hiện nay đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên còn nhiều tiêu chí rất khó hoàn thành. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, chi bộ đã ra nghị quyết và vận động đảng viên nêu gương bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Điển hình trong thời gian gần đây khi xóm phát động làm đường điện chiếu sáng, thay vì phân bổ trong nhân dân thì toàn bộ cán bộ đảng viên đã đầu tàu gương mẫu, đóng góp và ủng hộ gần 60 triệu đồng để lắp 40 bóng đèn cao áp chiếu sáng hơn 2 km đường quê. Đường điện sáng, ngoài việc đóng góp của gia đình thì tôi đóng góp vào 2 triệu nữa. Làm cái nhà văn hóa cũng vậy, xây dựng hai con đường bê tông cũng vậy, bản thân tôi là gần như tham gia. Tất nhiên thì tấm gương của Bác ấy, thì thực sự nó là phát động phong trào chung của cả nước. Tuy nhiên thì bản thân cũng rất có trách nhiệm để mà học tập trong cái việc đó. Đấy là mình thể hiện cái tính gương mẫu. Chưa bao giờ là nghĩ đến cái chuyện là vun vén cho bản thân mình, đều là trách nhiệm chung cả. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy chính quyền xã đã tuyên truyền và vận động nhân dân trồng thử nghiệm từ 1 hectare lúa đặc sản ST25. Sau 6 vụ, đến nay toàn xã đã mở rộng tới 250 hectare, trong đó đã quy hoạch 68 hectare sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, nông nghiệp khởi sắc, năng suất lúa ST25 trung bình đạt gần 70 tạ một hectare và được thu mua ngay tại ruộng đã giúp giá trị hectare đất canh tác của xã đạt tới 120 triệu đồng. Nói chung là cái lượng lúa có ST mà các hàng lúa năm nay là tương đối bởi là ít sâu bệnh, mà cái hiệu quả cánh đồng như thế này là cũng là cái kết quả là cũng là thắng lợi so với các mọi năm trước. Như thế này thì chúng tôi sẽ gặt mấy 100%. Hiện nay, phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đang được đẩy mạnh. Do vậy, thực hiện lời dạy của Bác, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Các chi bộ tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục hiến đất chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa, lắp đường điện thắp sáng và thu gom xử lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Những con đường này ngày trước đây khi chưa làm nông thôn mới nó chỉ có hơn 1 mét đường bằng đất thôi. Đấy. Nhưng mà với cái sự phát triển của xã hội đến ngày nay như vậy là đường thì bê tông, xe thì ô tô về tận cổng tận ngõ, đường nối của đảng và nhà nước đề ra mà nhân dân thực hiện thực sự là thấm nhuần và gắn bó. Đầu năm đấy là anh em tôi đã triển khai các chi bộ là viết cam kết để mà thực hiện cái chỉ thị nghị quyết, trong đó có chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thế và cuối năm thì thực hiện nghiêm túc cái việc đánh giá xếp loại để phân loại đảng viên. Đảng bộ Chất Bình đến giờ phút này thì tất cả mọi đơn thư được giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng. Đấy, nó thể hiện cái sự đoàn kết thống nhất cao trong ban chấp hành đảng bộ và trong đảng bộ trong cái việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy chính quyền, của cán bộ đảng viên và nhân dân Chất Bình. Đây sẽ là động lực quan trọng để xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.